Tuần này, chuyện nhà chưa tỏ quay trở lại với hai đội chơi cực dễ thương. Hôm nay là đội mẹ bỉm sẽ mang tới một cái slogan em nghe chị hết hồn. Thắng mô tả, thua xin sữa. Lấy một cái tên đội mà nó ứng với cả hai anh em luôn. Dạ, đội em tên là đội Nam Thần. Trời ơi. Cái gì? Quang. Ôi trời ơi. Ơi. Với sự trải nghiệm phong phú về cuộc sống của hai đội thì có nhận định gì về lời xin lỗi? Qua, wow, đó là thời xưa rồi, thời đó là thời phong kiến rồi. Còn bây giờ mình hiện đại là nam nữ là bình đẳng với nhau. Đàn ông không mình nên im lặng trước xong đó mình xin lỗi cái cũng không sao, nhưng nghĩ phụ nữ dễ tha thứ lắm. Và sự tổn thương. Em là thống trong cái tình huống đó, điều đầu tiên em sẽ bị đó là bị quê. Đúng rồi, gặp chị với Hoa là chia tay không cần nói nhiều. Dữ vậy. Ủa? Sao? Đúng không em? Rất dứt khoát. Và với những mệnh đề thú vị từ chương trình, đàn ông thường chủ động nói lời xin lỗi hơn so với phụ nữ. Liệu sự suy luận sắc bén của từng đội chơi có giúp giành được chiến thắng hay không? Bây giờ cuộc sống bây giờ là ai làm lỗi người đó phải xin lỗi chứ. Cái này đó, đó, một điều dành là em điều là sợ xảy ra chuyện với em phải bảo tự bảo vệ bản rồi, thân chứ. Rồi sao tự làm em một nhát vậy phải không? Cùng đón xem tập 13 chuyện nhà chưa tỏ được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2024 trên kênh HTV7.